Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về đất nước Na Uy. Với nhiều người Việt Nam thì những người Na Uy nổi tiếng nhất đều là những cầu thủ hoặc là các huấn luyện viên bóng đá như là Erling Haaland hay Ole Gunnar Solskjaer. Ngoài ra thì đất nước này cũng ít được đề cập ở trên những phương tiện truyền thông báo chí và cũng không có nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác. Đó là lý do mà mình đã ra video này, câu chuyện về Na Uy, vùng đất của những điều khổng lồ. Đầu tiên, hãy xác định vị trí của Na Uy trên bản đồ thế giới. Na Uy là một quốc gia nằm ở khu vực Bắc Âu, nổi tiếng là một trong những đất nước của khối Scandinavia. Đất nước này thì có tổng diện tích là 385.207 km², tức là lớn hơn một chút so với Việt Nam. Và dân số của Na Uy thì rất là khiêm tốn thôi, chỉ hơn 5 triệu người, cho đến cuối năm 2020 là gần 5,4 triệu người. Đất nước này có chung đường biên giới phía đông với Thụy Điển, Na Uy giáp với Phần Lan và Nga ở phía đông bắc. Thực sự thì ban đầu khi nghe tin về việc Na Uy giáp với nước Nga thì có lẽ hơi bất ngờ một chút, nhưng kiểm chứng bằng bản đồ thì đó chính là sự thật. Na Uy là một đất nước rất là dài và hẹp. Đối với nhiều người thì Na Uy đồng nghĩa với dầu lửa, với núi, với những cái phong cảnh ấn tượng tuyệt đẹp. Đó là những bãi biển, những vách đá, những ngọn núi, những thác nước, nhìn chung là rất hoành tráng. Na Uy là đất nước của những dãy núi và những khu rừng khổng lồ nữa. Với những khu vực đất bao la nhưng mà chỉ có khoảng 3% diện tích đất là sử dụng để canh tác được mà thôi. Với dân số là gần 5,4 triệu người, trong đó thì có đến hơn 1,2 triệu người là sống xung quanh khu vực thủ đô Oslo của Na Uy rồi. Ngoài phần lãnh thổ vùng đất liền trên bán đảo Scandinavia thì Na Uy còn sở hữu rất là nhiều đảo khác. Trong đó có chuỗi đảo Svalbard và 3 hòn đảo khác ở Nam Cực. Bạn không nghe nhầm đâu, Nam Cực chứ không phải là Bắc Cực. Những ngọn núi chiếm đến khoảng 2/3 cảnh quan của đất nước Na Uy. Ở Na Uy người ta ước tính được rằng có khoảng 300 đỉnh núi với độ cao từ 1.981m so với mực nước biển trở lên. Những người leo núi, những người thích đi bộ đường dài và những người yêu thám hiểm sẽ rất là thích đặt chân đến mảnh đất Na Uy này. Nhưng mà thậm chí người ta nói rằng một số ngọn núi dốc đến mức một số người còn chẳng buồn chinh phục nó nữa. Cũng giống như những đất nước hàng xóm như là Thụy Điển hay là Phần Lan, Na Uy có rất nhiều hồ. Ở Na Uy có tổng cộng 400.000 hồ. Đây quả thật là một con số cực kỳ ấn tượng. Với diện tích lớn hơn diện tích Việt Nam nhưng quy mô dân số thì chỉ bằng quá nửa của dân số thành phố Hồ Chí Minh, thì Na Uy cũng là một trong những đất nước có mật độ cư dân thưa thớt nhất tại châu Âu cũng như trên thế giới này. Và một trong những điều nổi tiếng khác ở Na Uy đó là đường bờ biển. Đã có nhiều người thắc mắc là xem đường bờ biển ở Na Uy nó dài khoảng bao nhiêu. Nếu mà bạn vẽ một đường thẳng dọc theo bờ biển của Na Uy thì đường bờ biển của nước này sẽ dài khoảng 2.655 km. Một trong những đường bờ biển dài thuộc vào loại ấn tượng trên thế giới này. Nhưng nếu bạn vẽ theo kiểu chi li chi tiết, nghĩa là từng cái điểm quanh co của những vịnh, của những cái khu vực đảo khác nhau, thì đường bờ biển thực tế của Na Uy có thể sẽ còn dài hơn gấp nhiều lần. Na Uy và những đất nước khác ở khu vực Bắc Âu là vùng đất của mặt trời không bao giờ lặn và cả không bao giờ mọc nữa, đương nhiên là trong ngoặc kép rồi. Vào mùa hè, khu vực phía Bắc Na Uy mặt trời gần như là không bao giờ lặn. Bởi vì nơi đây giáp với điểm cực Bắc mà, và người ta ước tính rằng trong một ngày mùa hè như vậy, có khoảng 20 giờ ánh sáng mặt trời được chiếu rọi đến những vùng đất ở phía Bắc của Na Uy. Ngược lại với mùa hè mặt trời không bao giờ lặn thì mùa đông mặt trời lại không bao giờ mọc, trời tối vĩnh viễn. Có một lời khuyên, nếu bạn là người mắc chứng rối loạn tâm lý theo mùa, Na Uy chắc chắn không phải là một điểm đến thích hợp để bạn khám phá. Thủ đô của Na Uy là thành phố Oslo, cũng là thành phố nổi tiếng nhất của đất nước này. Một điều cực kỳ thú vị đó là phần lớn diện tích của thủ đô Na Uy là rừng. Dù là trung tâm chính trị, kinh tế, hàng hải lớn nhất của Na Uy, thế nhưng phần lớn diện tích ở đây đều là rừng nhằm giữ được bầu không khí trong lành cho người dân và bảo tồn thiên nhiên cũng như các loại động vật hoang dã. Nếu nhìn từ trên cao thì bạn sẽ thấy thủ đô Oslo được bao quanh bởi một bên là rừng và một bên là biển. Một sự thật thú vị đó là giải Nobel Hòa Bình thì được trao ở thủ đô Oslo của Na Uy. Oslo là địa điểm đáng tự hào của giải Nobel Hòa Bình hàng năm. Trong khi đó, các giải Nobel ở những lĩnh vực khác thì đều được trao tại Stockholm, Thụy Điển. Đó là mong muốn của Alfred Nobel, nhà hóa học người Thụy Điển, người đã đề xuất trao giải thưởng này nhằm tôn vinh những người làm khoa học. Và sau đó thì ông để lại phần tài sản kế thừa của mình để tạo ra giải thưởng. Đến lúc này thì cũng không ai chắc chắn vì sao thủ đô Oslo của Na Uy lại được lựa chọn là địa điểm đặc biệt để trao giải Nobel Hòa Bình, chứ không phải là ở Stockholm, Thụy Điển như những giải Nobel còn lại. Với con người tại Na Uy thì người Na Uy tự hào về nguồn gốc Viking của mình. Và tất nhiên là nói về người Viking thì không chỉ đề cập đến Na Uy, bao gồm cả Đan Mạch, Thụy Điển và cả Iceland nữa. Người Viking đã tiến hành những cái cuộc đột kích ác liệt và chinh phục rất là nhiều vùng đất ở khu vực Bắc Âu. Thậm chí họ còn tiến tận đến khu vực sông Volga của nước Nga nữa. Có một điều thú vị đó là người Viking đã khám phá ra đảo Iceland giống như một sự nhầm lẫn.
Thực tế là họ tìm đường đến đảo Faroe, nhưng mà một chiếc tàu dài chở những người Viking đã đi lạc đường và đến Iceland. Có thể bạn chưa biết, Na Uy chính là cường quốc dầu mỏ tại châu Âu. Ngày nay thì Na Uy được coi là một quốc gia giàu có châu Âu nhờ cái lượng sản xuất dầu mỏ khổng lồ của mình. Đất nước này là một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà ngành công nghiệp dầu mỏ Na Uy lại tương đối mới, bởi vì trước những năm 1970 thì nền kinh tế của Na Uy vẫn xoay quanh việc đánh bắt cá và những cái ngành hàng hải khác. Các ngành ở công nghiệp đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế Na Uy, cùng với việc vận tải biển, khai thác gỗ, du lịch và hiện nay có cả thủy điện nữa. Lượng dầu của Na Uy ước tính trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, con số khổng lồ mà thật khó để ước lượng. Tuy nhiên thì quốc gia này chỉ dùng 3% dầu mỗi năm vì họ đang tiết kiệm cho thế hệ tương lai của mình, tiết kiệm cho mai sau. Và có một điều mâu thuẫn rất đáng yêu như thế này ở Na Uy. Mặc dù Na Uy là một cường quốc dầu mỏ, tuy nhiên hiện tại thì 98% sản lượng điện của đất nước này đến từ những nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là thủy điện và còn có cả nhiệt điện nữa. Người Na Uy cũng sở hữu số lượng ô tô điện trên đầu người thuộc vào loại lớn nhất thế giới và việc mua một chiếc xe điện đang trở thành một trong những tiêu chuẩn về cuộc sống tại Na Uy. Chủ sở hữu ô tô điện của Na Uy thì được giảm thuế rất là nhiều và giảm những cái chi phí khác, trong đó có chi phí đỗ xe. Thực tế là tất cả những điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi nhìn vào thủ đô Oslo, một thủ đô với phần đa diện tích là rừng, và nhìn vào cuộc sống của người Na Uy thì người ta thấy rằng người Na Uy có xu hướng có những cái mối quan hệ tích cực với môi trường ngoài, xu hướng mối quan hệ tích cực với thiên nhiên. Họ mong muốn bảo vệ và bảo tồn những cái không gian thiên nhiên tuyệt đẹp đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số sự thật thú vị về đất nước Na Uy. Na Uy là quê hương của một số loài động vật lớn, nếu như không muốn nói là cực lớn. Ở những vùng biển xung quanh đất nước Na Uy thì bạn có thể nhìn thấy những con cá mập khổng lồ, những con cá nhà táng khổng lồ và cả những con mực khổng lồ. Ở trên đất liền thì bạn có thể nhìn thấy những con gấu Bắc Cực khổng lồ, những con gấu nâu và nai sừng tấm cũng khổng lồ. Đây thực sự là một vùng đất hoang vu, thiên đường của những loài động vật hoang dã. Bộ môn trượt tuyết rất nổi tiếng trên thế giới cũng được phát minh ở Na Uy ở những hình thức sơ khai nhất và cả trượt tuyết hiện đại cũng được người Na Uy tạo ra. Và điều đó dẫn đến một việc là gì? Na Uy chính là ông vua của Thế vận hội mùa đông, Olympic mùa đông. Na Uy là quốc gia thành công nhất tại Thế vận hội mùa đông trong lịch sử. Mặc dù dân số của nước này thì chỉ có khoảng hơn 5 triệu dân mà thôi, nhưng mà Na Uy đã giành được nhiều huy chương hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử của Olympic mùa đông. Sau những sự kiện tại Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, thì tổng số huy chương của Na Uy đã là 368, trong đó có 132 huy chương vàng đến từ 23 nội dung thi đấu khác nhau. Những cái đối thủ gần nhất của Na Uy đó là Hoa Kỳ và Đức. Quốc gia này cũng tổ chức Olympic mùa đông 2 lần, năm 1952 tại Oslo và năm 1994 tại một thành phố khác. Ở Na Uy thậm chí có hẳn một bảo tàng tên là Bảo tàng Olympic. Đây là bảo tàng để ghi dấu những chiến công lịch sử, những chiến tích của các vận động viên Na Uy đã giành được tại các kỳ Olympic mùa đông. Nếu bạn là một công dân Na Uy, bạn muốn giấu giếm thu nhập của mình thì đó gần như là một điều không thể. Bởi vì mọi người sống ở Na Uy có 3 số liệu được công khai hàng năm. Đó là thu nhập hàng năm, thuế thu nhập đã nộp và tổng tài sản. Dữ liệu này hoàn toàn mở, có nghĩa là ai cũng có thể tìm kiếm và truy cập được. Thử hình dung một chút, ở Việt Nam chúng ta thì hay có cái câu hỏi là lương cháu được bao nhiêu, tháng này thu nhập có tốt không, công việc có ổn không. Và nếu chúng ta ở Na Uy thì có lẽ sẽ không phải quan tâm đến câu chuyện này, bởi vì tất cả những cái con số về mặt thu nhập, về mặt tiền bạc đều đã được công khai. Do đó, việc trốn thuế ở Na Uy gần như là điều không thể thực hiện. Uống rượu ở Na Uy không phải là chuyện đơn giản. Ở đây, nếu bạn muốn uống rượu thì bạn sẽ phải trả một chi phí cực kỳ đắt đỏ. Rượu chỉ có ở các cửa hàng được nhà nước phân phối và rất là đắt. Cũng có những cái lệnh ví dụ như là không được uống bia sử dụng cồn sau 8 giờ tối các ngày trong tuần hoặc là 6 giờ tối ngày thứ bảy. Na Uy sở hữu một trong những nhà tù thân thiện nhất trên thế giới, đó là nhà tù Harden. Các cai ngục được khuyến khích giao lưu với các tù nhân bằng cách là chơi thể thao, ăn uống và thực hiện các loại hoạt động khác nhau cùng với tù nhân. Đây là cách để ngăn chặn sự gây hấn từ phía cai ngục và cả từ phía tù nhân nữa, tạo cảm giác như một gia đình trong nhà tù. Trong khi nhà tù được đảm bảo an ninh tối đa thì tất cả các phòng giam rộng 10m² đều có một tivi màn hình phẳng, nhà vệ sinh và vòi sen cùng với khăn tắm mềm mại. Nghe có vẻ giống nhà nghỉ hơn là nhà tù. Mặc dù món ăn sushi hoàn toàn là một phát minh của người Nhật Bản, nhưng mà người Nhật đã không sử dụng cá hồi trong những món ăn của mình cho đến khi nó được đề xuất bởi một phái đoàn Na Uy vào năm 1980. Và nói một cách khác thì sushi cá hồi là một sản phẩm của người Na Uy. Na Uy cũng là đất nước sở hữu hầm đường bộ dài nhất thế giới. Đó là hầm đường bộ dài 24,5 km.
Chi phí để xây dựng hầm đường bộ này là 110 triệu đô la Mỹ. Đường hầm này kết nối những cái cộng đồng cư dân khác nhau ở đất nước Na Uy. Đây thực sự là một thiết kế đáng ngưỡng mộ với tất cả những cái nhà quy hoạch, những nhà xây dựng trên toàn thế giới này. Vì nó là một công trình dài, đẹp, hoành tráng, thậm chí còn tích hợp cả những tính năng giúp cho người lái xe giảm bớt căng thẳng. Cứ khoảng 6 cây số thì lại có một khu vực phân chia các đoạn đường. Ánh sáng cũng được thiết kế một cách cực kỳ phù hợp để cung cấp tầm nhìn đa dạng cho các tài xế. Nếu mà bạn thường xuyên lái xe trong các đường hầm, ví dụ như là đường hầm ở Việt Nam đi chẳng hạn, thì thấy là ánh sáng cực kỳ quan trọng. Nếu mà sáng quá thì cũng rất khó quan sát, mà tối quá thì đôi khi mình bật đèn ảnh hưởng đến những phương tiện khác. Và ở Na Uy thì họ có một hệ thống ánh sáng cực kỳ thông minh. Ở mỗi đầu của đường hầm thì các camera sẽ đếm số lượng ô tô ra vào. Điều này giúp cho nhà chức trách có thể có những cái sự điều phối, có những cái sự phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc một cái sự cố đáng tiếc nào đó. Hiện tại thì Na Uy còn đang có kế hoạch xây thêm nhiều đường hầm khác, thậm chí còn hoành tráng hơn. Tại sao người Na Uy lại xây nhiều đường hầm như vậy? Bởi vì họ muốn người dân của mình không phải đối mặt với việc đi trên những con đường tuyết đầy nguy hiểm. Đó là những đoạn đường trơn trượt. Và rõ ràng, đi xe trong đường hầm thì an toàn hơn nhiều rồi. Và sự thật thú vị cuối cùng, hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới thuộc lãnh thổ Na Uy, một sự thật đầy bất ngờ. Và bạn còn bất ngờ hơn khi biết rằng hòn đảo này không nằm ở phía Bắc, không ở gần với khu vực lãnh thổ Na Uy trên bán đảo Scandinavia. Thực sự thì nó nằm ở phía nam của địa cầu. Hòn đảo này được Na Uy quản lý từ năm 1929, đó là đảo Buvet ở Nam Đại Tây Dương và là hòn đảo xa xôi nhất của hành tinh này. Hòn đảo này nằm cách bờ biển Nam Cực khoảng 1.700 km về phía Bắc và cũng cách bờ biển Nam Phi đến 2.600 km. Vùng đất có người sinh sống gần nhất là một vùng đất của Anh, cách đó hơn 2.000 km. Na Uy đã quản lý hòn đảo rộng 49 km2 này. Và thực sự thì đây là một khu bảo tồn thiên nhiên dành cho những loài động vật chứ không phải là con người. Bởi vì không có ai sinh sống trên đảo cả, những nhà chức trách Na Uy thì vẫn duy trì một trạm thời tiết hoàn toàn không có sự can thiệp, không có sự tác động của con người mà nó vận hành một cách tự động. Vì sự xa xôi của hòn đảo này và thiếu sân bay nên việc đến thăm hòn đảo là một điều không nên làm, trừ khi bạn là một nhà khoa học trong một chuyến thám hiểm nghiên cứu. Và đó cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về đất nước Na Uy, đất nước của những điều khổng lồ, đất nước của núi non, đất nước của những thác nước, đất nước của đường hầm dài nhất thế giới, quê hương của Legrand Chosha của Erling Haaland. Nếu mà bạn cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì mình xin được nói lời chào tạm biệt.